mấy mấy anh chị mấy cô chú mà khi mà điều trị ở Bacillus không, bất cứ bác sĩ nội tiết nào cũng vậy, thì lưu ý giùm mình là trong quá trình mà điều trị á, thì bất chợt ví dụ như bác sĩ hẹn 1 tháng lên tới tái khám thì mình 1 tháng tái khám là tốt rồi, nhưng quả nửa chừng thì trong nửa tháng đó thì có một cái ngày không có được tốt, mình bị cảm ho sổ mũi gì không biết, rồi ăn uống không được, rồi đến lúc mình lại cứng nhắc mình áp dụng theo những cái gì bác sĩ kêu thì nó lại đôi lúc nó không tốt. Cái ngày nào mà mình ăn uống không được hay bệnh hoạn gì phải đi khám, mà mình nên tới tái khám sớm hoặc là điện thông báo cho bác sĩ đó, hôm nay tôi bị vậy vậy đó thì tôi có cần phải thay đổi gì không. Tại vì trong quá À. trình thì mình chăm những bệnh nhân tiểu đường á, thì cái hạ đường huyết do cái ngày đó không ăn gì trơn, mà cũng có một số mà anh chị và cụ được, cũng nói chung là rất là ngoan, bác sĩ cho bao nhiêu thuốc là uống đủ hết, nhiều hết, mặc dù ngày đó không ăn gì trơn. Cái thế là bữa sau tụt đường huyết, cái vết thương nó tệ hả, hay là cái chân những cái biến chứng nó tệ hả?